Sau đây là kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2, ngày 29 tháng 4 năm 2024, giải 8, các vé tận cùng mang số 4, 8, giải 7, các vé tận cùng mang số 4, 1, 7, giải 6, các vé tận cùng mang số 8, 2, 3, 1, 5, 0, 1, 1, 3, 4, 4, 7, giải 5, các vé tận cùng mang số 5, 1, 7, 7, giải 4, các vé tận cùng mang số 3, 8, 1, 8, 5, 2, 8, 9, 9, 3, 1, 7, 7, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9, 0, 1, 9,